Tung thiên giáp lái rồi, mùa đông sắp đến rồi. Tung thiên giáp lái là tung thiên giáp lái à, mùa đông sắp đến rồi. Quay sang lại ba, giao khai chưa lò. Giao khai chưa lò. Bù sư mà. Khá sử lò. Chết lại ba, khá sử lò. Quyển 2 开车了，换上喇叭，完了，完了，完了，不，苏荷。来去，来去。bổ ngữ xu hướng ở đây chúng ta có hai bổ ngữ xu hướng là lái và truy lọ. Lái là truy, lái hở truy à? Động từ cộng lái hở suy ạ. Hứa sang là nói suy sang lại, sang lại, sang lại. Chàng truy là sang lại, lì sang lại ba, lì sang lại ba,
进来，进去，进来，进来，进去。滚来，滚，滚进来吧，滚进来吧，你进来吧，滚进来吧，你进来吧。我进来，来吧，来吧，我进来吧。之前我不想进去，想进去我是，我是他进去，我是他进来。Xin chị ba. Người nói là thầy giáo đang ở ngoài phòng. Mọi người nghe đang cũng đang ở ngoài phòng và chúng ta đi vào trong đi thì sẽ là chị ba đi chị lại. Shoes.去啦，我到了，你快出来吧，你快出来吧，你快出来吧，你快出来吧，你快出来吧，等一下，我马上出去。等一下，我马上出去，马上，去去去去。等一下，我马上出去，出去。回来，你什么时间时候？什么时候？什么时候？怎么样？为什么的烧？去老？时候老？啊，什么时候回来？去哪边了？回来。不啦，我回来，回去吧，我慢慢去吧，回去吧，我们回去吧，我们回去吧，我们回去吧。回去来去，你下楼去吧，你下楼去吧，你下楼去吧，我下楼，我下楼去吧，我下楼去吧，快慢走。进来，进来，进来，进来，进去，vào trong，进来，进去，进来，进去。
进去。他了一棵树，跳上去了，跳上去了，跳上去了，跳上去了，进来。他给我踏了一棵，他给我一棵，踏了一棵，跳上去了。动từ chỉ vật, động từ chỉ vật, động từ chỉ vật thì là tân ngữ chỉ vật. Tóm lại, lái, chỉ một sự vật, sự hướng đến, có xu hướng là hướng đến người nói, có xu hướng là hướng đến người nói, có xu hướng hướng đến người nói, hướng đến người nói. Còn truy chỉ một sự hướng đến người nghe, hướng ra xa người nghe, hướng ra xa người nói, xa người nói, người nói. Thải quan thải thải quá thải quá thải quá thải quá thải bảy thải bảy thải quan thải bảy thả chung thả lãng thả họ đài thả 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 quan thả quan thả thả về thả về thả về đại chung thả làm thả đài đài gì cả cô thải quan tức là sang khảo hương cả Hồng Kông sang cảng Hương Cảng Hồng Kông Xiang Cả
香港。香香香香香香香香香香香香香香港湾，港湾，香港，港湾，港湾，港湾，港湾，连港，港，港，港，港湾，港香港，香港。香港，香港，香港，香港，台湾，台湾，大陆，香港，香港人，香港，香港，香港，边，港是边。香港，香港，黄老师和林老师都是小。何老师和梁老和了和林老师斗两拆水俏里，咱们凯凯王老师打电话来，说他从台湾回来了，啊，打飞机。海改完了是大脑一些东西，一些东西。海改完了是冲来，他他们送罐。关门了。关门，关门了，送，谢谢啊，哎，这么大，送过来的礼物，谢谢啊，你是啊，矿，上去吧，我送啊，送你回家了。我送你回吧，我下。快快，
开会，开会。林老师，林经理正在开会。林经理正在快正在开会。散会，散会。等你到的对啊，啥时候应该？应该也先上会了，再打，应该也上会了。研讨，研究，研究，巧。不是吗？不是，不是吗？不是你的色彩吗？不是吗？不是。Thì lập câu phản vấn. Sáng quả. Sure. 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 他想穿的好妈妈。我看完回来了。我看完回来了。我看完回来了。幸过。经过经营，经济，经济，经济，过，过，过讨，过你过，过讨。课堂进化，我每天餐餐都吃困困心里，我每天上班就吃困困里，我每天进化就困困里，对我真的真的真爱爱，进化进化，进化进化才挂了。
trải qua đi qua, trinh qua. Chú sẽ thỏa tha tha và xin qua sơ cha sơ cha ta 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 他好心的，他好心好上了，北京大学，北京大学，北京大学，经过这几年的发展，竟然发生了很大变化。越南发展发发生大发生了，经过下去了发展发展很大变化，经过这几年的发展的发展，越南发生了很大很大变化。近期近况是几年的发展，发展越南发生了很大变化了。怎么着？发生了很大变化。我回来的时候，啊，金光相狂，套桥套桥小巷。下看了看，到小到小桥下看了看，再回来到小桥后向导不向导探头探头看了，小桥小树小小树。可是我听到，我从台湾回来，我从台湾回来，我。从台湾回来，从今天开始，我上头，分开下头，上时。向前看，向前看，向前看。林老师，向前回来，向前回来，就来。问好，问好，问好，海滩。问好。海滩，问好，海，悄悄让我向您问好，向您问好，向您问好，问好，向好海滩，向好，要把这个东西。
辛苦辛苦。信必属必属。麻烦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 麻油麻油麻我踩过腿上来了把他们了他们了好辛苦你啦辛苦你啦辛苦你啦vất vả cho bạn rồi辛苦你啦vất vả cho bạn rồi xin khổ lý là tha xa lọ xa lọ tha笑卡了，烫了，烫，麻烦了呀，麻烦你啦。但是，但是，但是，爱了女友，爱如果爱了海少的。人海草下等我啦等等我啦我爱人我爱人还拆线喽啊等了等雷啊等雷啊等雷了我爱人很只上几次还很了
爱染寒，我爱染寒草花死草，这草了。我爱蓝，我爱蓝，好在换你来了，你来了。我爱的好像换来了啦。我喜欢，我很喜欢，还来哦，明白了。哦，超好。嗯。这特关于吃的都真正，我们连这粉的啊，连这节目啊，麦克啊，别个啊，都塞的啊。那都 OK。Thì hầu hết các trường học dù nó nhỏ thì có các tổ chức về về là nó nhỏ để có các tổ chức bổ túc về việc thiết lập kế hoạch tài chính và việc bắt đầu và việc đầu tư truyền thống, đó là như tốt nhất để bắt bước bắt đầu. Tôi luôn muốn tìm kiếm một công thức kiếm tiền nhanh chóng hơn, điều đó lý giải vì sao trong điều kiện bình thường tiền tôi kiếm được mỗi ngày còn nhiều hơn số tiền tôi kiếm được cả đời. Tôi cũng xin nói thêm một câu, trong thế giới luôn biến đổi nhanh chóng hiện nay, không yêu cầu bạn phải học quá nhiều thứ, nhưng vì thường những cái ta học được đã lại bị lỗi thời. Vấn đề là ở chỗ bạn đọc nhanh hay chậm, cũng có nghĩa là phải chuẩn bị cho mình một khả năng đọc học nhanh. Kỹ năng này mới là vô giá. Nếu bạn muốn kiếm tiền thì phải tìm được một con đường đi nhanh và là rất quan trọng. Làm việc vì tiền là một công thức được sinh ra từ khi loài người còn sống ở trong hang hốc. Điều này đã quá lỗi thời rồi. Kỹ năng này mới là quan trọng, vô giá. Nếu bạn muốn kiếm tiền thì phải tìm được một con đường đi nhanh nhất và là rất là quan trọng. Bởi vì làm việc vì tiền là một công thức kiếm tiền được công thức
được sinh ra từ khi loài người còn sống trong hang hốc, điều này đã quá lỗi thời rồi. Năm hãy trả cho mình trước. Sức mạnh của kỹ thuật bản thân, nếu bạn không tự kiềm chế được mình thì đừng nghĩ làm giàu. Có thể bạn gia nhập lực lượng đặc nhiệm hải quân hoặc một đoàn thể tôn giáo nào đó có thể kiềm chế mình, nhưng tôi tin rằng đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với việc đầu tư, bởi vì có thể là bạn tham gia lực lượng đặc nhiệm hải quân hoặc một đoàn thể tôn giáo nào đó có thể kiềm chế mình, nhưng tôi tin rằng đó chẳng có ý nghĩa gì đối với việc đầu tư, bởi vì kiếm tiền và tiêu tiền cả việc đầu tư kiếm tiền và tiêu tiền cả chính vì thiếu kỹ thuật cơ bản, thiếu kỹ thuật bản thân, nên là bản thân nên phần lớn những người trúng thưởng hàng triệu đô la rất nhanh chóng bị phá sản. Cũng chính vì thiếu kỹ thuật bản thân nên phần lớn những người trúng thưởng hàng trăm triệu đô la rất nhanh chóng bị phá sản. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người sau khi tăng lương đã lập tức bỏ tiền đi mua xe mới hoặc đi du lịch. Kết quả là cuộc sống lại khó khăn hơn khi chưa được tăng lương. Rất là đau đớn ạ. Thật khó nói. Nhưng bước nào trong 10 bước đó là quan trọng nhất, nhưng nói chung bước thứ 5 là khó khăn và là bước khó năm bước nhất, bởi vì nếu nó không phải là một việc bạn quen làm rồi, tôi xin mạo muội nói với một câu rằng đó là liệu thiếu kỷ luật bản thân có thể là nguyên nhân quan trọng dẫn đến phân biệt giữa người giàu và người nghèo. Tôi xin mạo muội nói với một câu rằng đó là liệu thiếu kỷ luật bản thân có thể là nguyên nhân quan trọng nhất để phân biệt giữa người giàu và người nghèo và tầng lớp trung bình trong xã hội. Bởi vì nói một cách đơn giản, những người không tự tin kiên nhẫn lại, không tự tin kém nhẫn lại trước áp lực của tài chính không bao giờ trở thành người giàu được. Bởi vì như tôi đã nói, tôi học được một kinh nghiệm từ người cha giàu, cuộc sống đẩy người ta chuyển động. Sở dĩ như vậy không phải là vì người ta thúc đẩy anh, mà chính anh không tự kiềm chế. Cuộc sống đẩy người ta chuyển động. Sở dĩ như vậy không phải là người khác thúc đẩy anh, mà chính anh không tự kiềm chế được và thiếu tính của bản thân. Những người thiếu tính kiên trì thường thành vật hy sinh cho những người có tính kỷ luật mạnh. Trong những lớp mà tôi giảng dạy, tôi thường khuyên xuyên nhắc nhở mọi người chớ nên quá tập trung vào đồ đạc, những dịch vụ và thiết bị sinh hoạt cần tập trung vào phát triển bản thân và phát triển khả năng quản lý của mình. Đó là kỹ năng quan trọng nhất cần phải để xây dựng sự nghiệp. Tập trung vào phát triển tài năng quản lý của mình. Tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người ở chỗ người chớ nên quá tập trung vào đồ đạc, những dịch vụ và những thiết bị sinh hoạt, cần tập trung vào phát triển tài năng mà cần tập trung vào khả năng quản lý của mình. Đó là ba kỹ năng quan trọng nhất cần thiết xây dựng doanh nghiệp: quản lý tiền mặt, quản lý nhân sự, quản lý thời gian cá nhân. Tôi muốn nói rằng ba kỹ năng này không chỉ thích hợp trong xí nghiệp mà còn thích hợp trong tất cả mọi việc. Ví dụ trong quản lý cuộc sống cá nhân, quản lý xí nghiệp, các tổ chức từ thiện, các thành phố và nhà nước. Tôi không nói rằng ba kỹ năng này không chỉ thích hợp trong xí nghiệp mà thích hợp trong tất cả mọi việc. Ví dụ trong quản lý cuộc sống cá nhân, quản lý xí nghiệp, các tổ chức từ thiện, các thành phố và nhà nước. Bởi vì tinh thần kỹ thuật có thể tăng cường tất cả các kỹ năng nói trên. Tôi rất quan trọng câu nói hãy trả lương cho mình trước đã. Câu nói này nguyên bản tiếng Anh là pay yourself first. Trong cuốn sách The Richest Man in Babylon, cuốn sách phát hành hàng triệu bản và hàng triệu người thuộc nó, tôi từng nói rằng tri thức tài chính làm cho con người ta hiểu được các con số, những sự việc xảy ra đằng sau những con số đó. Nhìn vào bản thân, nhìn vào bản cân đối thu chi và bản kê thu nhập của một người, tôi có thể dễ dàng thấy được một người luôn mồm nói hãy trả cho mình trước liệu có thực hiện được lời nói của mình hay không.
có thực hiện được nó của mình hay không. Trăm nghe không bằng một thấy, ta hãy so sánh sự khác nhau giữa bảng kê tài chính của hai loại người, một theo nguyên tắc hãy trả cho mình trước và một nguyên tắc hãy trả cho người khác trước. Bản thân các con số mà bỏ qua phần nội dung kinh tế mà nó có thể một con số đó phản ánh. Ở đây có thể thấy là công việc tạo ra thu nhập, quay sẽ chảy thẳng vào thu nhập, cho nó chảy xuống hàng chi phí và thuế thuế tiền nhà, tiền thức ăn, sau đó lại chảy tiếp vào các khoản tài sản đầu tư tiết kiệm và nó lại chảy về thu nhập. Thì đấy, lúc sao nhỉ? Sự đồ trên đã phản ánh phương thức hành vi điển hình cho của những người lựa chọn trả cho mình trước hàng tháng, trước khi chỉ họ họ luôn đưa tiền và tài sản của mình trước đã, dù cho hàng triệu người đọc hiểu được câu nói hãy trả cho mình trước, nhưng trong cuộc sống hiện thực họ luôn trả cho mình sau cùng. Bởi vì lúc ấy tôi thấy nhiều người không tin vào hãy trả cho mình trước, cười nhạo tôi, cả những người có tinh thần trách nhiệm luôn thanh toán hóa đơn đúng hạn. Tôi thấy nhiều người không tin vào hãy trả cho mình trước. Thực ra tôi không nói là người ta không cần trách nhiệm, không thanh toán hóa đơn, mà tôi chỉ muốn nói câu trong sách đã viết hãy trả cho mình trước, sơ đồ trên phản ánh một cách chính xác. Còn sơ đồ đấy thì ngược lại, những người trả cho người khác trước chẳng được gì. Rất nhiều người, ví dụ như thư ký, kế toán, công việc chảy tiền xuống thu nhập. Suy cho cùng, nguyên nhân của việc này chính là việc trong cuộc sống thực tế họ có rất nhiều người, người khác đều trả cho mình sau cùng, họ đều trả cho người, cho mọi người trước. Trước đây do nhiều khó khăn chồng chất, có những lúc lượng tiền mặt của tôi còn thấp hơn số tiền mà tôi phải trả ghi trong các hóa đơn, nhưng vẫn trả cho mình trước. Các nhân viên của tôi cảm thấy ngạc nhiên và can ngăn, họ sẽ đến đòi nợ, cơ quan thuế sẽ tống tù và ông tù mất. Ông làm như vậy sẽ tự thải loại thẻ tín dụng của mình đấy, họ sẽ cắt điện mất, nhưng tôi không hề dao động, tôi vẫn trả cho mình trước. Vì sao vậy? Đó chính là sức mạnh kỷ luật của bản thân mình, là sức mạnh kiên định trong tôi. Nó một cách thông thường là tôi to gan, mau fuck. Trong tháng đầu tiên làm việc cho người cha giàu, ông dạy tôi nhận thức được rằng vì sao hầu hết mọi người luôn chịu hoàn cảnh bên ngoài sô đẩy. Một người bị đòi nợ điện thoại cho bạn yêu cầu phải trả nợ cho họ, bạn trả ngay cho họ mà không trả cho mình. Một người đại diện nói với bạn rằng nếu tiếp tục làm, chính quyền sẽ miễn giảm thuế thu nhà. Vậy bạn tin ngay anh ta. Nhưng hãy liên quan đến tiền bạc thì dù không có người yếu đuối, rất nhiều người đều tỏ ra nhút nhát. Vậy bạn tin anh ta, nhưng hãy liên quan đến tiền bạc thì dù không là người yếu đuối, rất nhiều người tỏ ra rất nhút nhát. Một người đại diện nói với bạn rằng nếu tiếp tục làm, chính quyền sẽ miễn giảm thuế thu nhà. Vậy bạn tin anh ta. Nghe quan thì mà tôi không đề xướng cách làm vô trách nhiệm, nhưng nguyên nhân các khoản nợ là do tôi muốn phải trả cho mình trước. Bởi vì nguyên nhân làm cho tôi giảm bớt thu nhập của tôi là do không muốn chính phủ lấy đi quá nhiều trong đó. Giống như nhiều người trong các bạn đã từng được xem bộ phim Bí mật của người giàu
Secret of the Rich. Với những điều đó phản ánh ra, nhưng tôi thì hoặc là không thông qua các xí nghiệp làm ăn khá để kiếm thêm thu nhập từ tài sản đầu tư của tôi. Bởi nếu tôi làm việc vì tiền thì chính phủ sẽ lấy đi một phần. Vì nếu như mà tôi làm việc vì tiền thì chính phủ sẽ lấy đi một phần, dù luôn thanh toán hóa đơn sau cùng, nhưng tôi luôn đủ khôn ngoan để vượt qua cửa ải khó khăn về tài chính. Tôi không thích chịu những món nợ tiêu dùng. Dù thanh toán hóa đơn cuối cùng, nhưng tôi luôn đủ khôn ngoan để vượt qua cửa ải về tài chính. Tôi không chịu không không thích chịu những món nợ tiêu dùng. Nhưng thực tế tôi có những món nợ lớn hơn nhiều người, nhưng tôi lại chưa bao giờ trả nó. Tự có người khác trả thay cho tôi, đó là những người thuê nhà. Vì vậy tôi không thích những món nợ tiêu dùng, nhưng thực tế tôi có những món nợ lớn hơn nhiều người. Vì vậy nguyên tắc đầu tiên, trước tiên phải trả cho mình trước, là không để cho mình mắc nợ. Thực sự là tôi chi trả các hóa đơn sau cùng chỉ trả với số lượng ít, và những khoản này không mấy quan trọng mà thôi. Bởi vì ngoài ra, khi thỉnh thoảng tôi bị thiếu tiền, tôi vẫn trả cho mình trước. Tôi thà để các chủ nợ và chính quyền la làng lên. Ngoài ra thi thoảng tôi bị thiếu tiền, tôi vẫn trả cho mình trước. Tôi thà để cho các chủ nợ và chính quyền la làng lên. Tôi vui mừng khi họ làm căng lên. Vì sao? Vì sao lại vậy? Bởi vì khi họ làm căng, chính là họ đã kích thích tôi phải kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Do đó tôi phải trả cho mình trước, tiến hành đầu tư sau đó để chúng nó lan lối lên. Nhưng thường thì tôi vẫn trả cho họ đúng hạn. Vợ chồng tôi luôn giữ chữ tín, không bao giờ để rơi vào tình trạng chịu áp lực của các khoản nợ nần và phải dựa vào tiền tiết kiệm cả. Vợ chồng tôi luôn giữ chữ tín, không bao giờ để rơi vào tình trạng áp lực của nợ nần hoặc là phải dựa vào tiền tiết kiệm cả, tiền bán cổ phiếu để chi trả cho những món nợ mà mình tiêu dùng. Bởi vì nếu không làm như vậy thì về mặt tài chính mà nói thì sẽ không phải là khôn ngoan. Vậy câu trả lời sẽ là đừng vướng vào những món nợ quá lớn mà bạn phải trả. Cần phải giữ cho các khoản chi phí ở mức thấp. Trước tiên phải tăng tài sản của mình lên. Đừng vướng vào những món nợ quá lớn mà bạn phải trả. Cần phải giữ cho các khoản nợ, khoản chi phí ở mức thấp. Trước tiên phải tăng tài sản của mình lên. Sau đó dùng những khoản tiền mặt được sinh ra trong tài sản để mua những ngôi nhà lớn hoặc xe đẹp. Nếu để rơi vào tình trạng chuột chạy thi thì rõ ràng. Sau đó dùng những khoản tiền mặt được sinh ra trong tài sản để mua những ngôi nhà lớn hoặc là xe đẹp. Nếu để tình trạng rơi như tình trạng chuột chạy thi thì rõ ràng không phải là sự lựa chọn thông minh. Bởi vì khi thiếu tiền hãy chịu đựng áp lực đó mà không nên sử dụng đến khoản tiền tiết kiệm hay đầu tư, lợi dụng áp lực đó để kích thích khả năng tài chính bẩm sinh của mình, nghĩ ra biện pháp mới để kiếm được nhiều tiền. Khi thiếu tiền hãy chịu đựng áp lực đó mà không sử dụng đến khoản tiết kiệm hay là khoản đầu tư. Lợi dụng áp lực để kích thích tài năng tài chính bẩm sinh của mình, ghi ra biện pháp mới để kiếm được nhiều tiền hơn, sau đó mới thanh toán các hóa đơn. Làm như vậy chẳng những nâng cao năng lực kiếm tiền của mình mà còn nâng cao sự thông minh của tài chính của bạn nữa. Lợi dụng áp lực đó để kích thích tài năng tài chính bẩm sinh của mình, ghi ra biện pháp mới để kiếm được nhiều tiền hơn, sau đó thanh toán các hóa đơn. Làm như vậy chẳng những nâng cao năng lực kiếm tiền của bạn mà còn nâng cao sự thông minh của bạn nữa. Nhiều lần tôi rơi vào hoàn cảnh tài chính khó khăn, nhưng thông qua động não để tìm ra phương pháp mới để tạo ra nguồn thu nhập nhiều hơn. Nhiều lần tôi rơi vào hoàn cảnh tài chính khó khăn, nhưng thông qua động não tìm ra phương pháp mới để tạo ra nhiều ra thu nhập nhiều hơn. Tôi kiên định bảo vệ và duy trì sự an Tôi kiên định bảo vệ và duy trì sự an toàn
và hoàn chỉnh tài sản của mình. Nhân viên kiểm toán của tôi quýnh lên tìm cách trả nợ, nhưng tôi vẫn là một người chiến sĩ kiên cường bảo vệ thành lũy của mình. Thế nên tài sản của tôi, người nghèo có một thói quen xấu rất phổ biến là tùy tiện sử dụng tài và khoản tiết kiệm của họ. Người giàu đã biết rằng khoản tiết kiệm chỉ có thể được dùng để làm ra được nhiều tiền hơn, chứ không phải dùng nó để thanh toán các hóa đơn. Tôi biết nói như vậy thật khó nghe, nhưng như tôi đã nói, nếu ý chí của bạn không kiên định thì dù thế nào đi chăng nữa, thế giới cũng xô đẩy bạn đi mà thôi. Nếu bạn không thích phải chịu áp lực tài chính, ví dụ giảm bớt chi tiêu, gửi tiền vào ngân hàng, trả thuế thu nhập, mua công trái an toàn cao. Nếu bạn không thích phải chịu áp lực tài chính thì hãy tìm một số công thức hợp trả thuế thu nhập cao, mua công trái an toàn, nghĩa là làm những việc bình thường thường làm như thế sẽ đi ngược lại nguyên tắc hãy trả cho mình trước. Nguyên tắc này không khuyến khích sự hy sinh mình hoặc chặt chẽ về tài chính. Nó không có nghĩa là trước tiên chi trả cho mình trước để sau đó chịu đói. Cuộc sống cần phải vui vẻ, nếu hãm thức tinh được nên hãy thức tỉnh được tài năng tài chính bẩm sinh của mình. Bạn sẽ có được nhiều thứ tốt đẹp hơn trong cả cuộc đời của mình, giàu có và sống cuộc sống thoải mái mà không cần hy sinh thanh toán được hết các khoản nợ nần. Đó chính là thông minh về tài chính. Giàu có và cuộc sống thoải mái mà không phải hy sinh thanh toán hết các tài khoản nợ nần, đó chính là trí thông minh về tài chính. Hãy trả lương thật hậu hĩnh cho người môi giới, sức mạnh của những lời khuyên tốt. Tôi thường thấy người ta cắm một tấm biển trước nhà, trên đó ghi rằng bán nhà trực tiếp thông qua môi giới, hoặc ngày nay chúng ta thường nghe thấy trên TV có câu có chiết khấu đối với người môi giới. Người cha giàu thường khuyên tôi chọn những biện pháp ngược lại. Ông kiên trì chính sách trả thật hậu cho những người môi giới chuyên nghiệp. Tôi cũng theo làm theo ông. Ngày nay tôi thuê những luật sư, kế toán, những người môi giới bất động sản và cổ phiếu với giá rất cao. Vì sao lại như vậy? Bởi vì tôi cho rằng nếu họ là những nhân tài chuyên nghiệp thì sự phục vụ của họ sẽ mang lại của cải cho bạn. Mà những cái mà họ sáng tạo ra càng nhiều thì tiền tôi kiếm được cũng càng nhiều hơn. Chúng ta đang sống trong một thời đại tư vấn là vô giá. Một người môi giới giỏi cần phải đưa ra những tư vấn cho chúng ta, đồng thời còn phải bỏ thời gian để dạy một người tư vấn là vô giá. Một người môi giới giỏi cần phải đưa ra những tư vấn cho chúng ta, đồng thời còn phải bỏ thời gian ra để giảng dạy cho chúng ta nữa. Tôi có vài người như vậy, có một số người họ vẫn dạy cho tôi ngay cả khi tôi không có tiền hoặc ít hoặc rất ít tiền, cho nên tôi vẫn dùng họ đến tận bây giờ. Tiền tôi trả cho họ là một phần nhỏ so với số tiền mà họ tư vấn mà tôi kiếm được. Tôi có một vài người như vậy, có một số người vẫn dạy tôi là ngay cả khi tôi không có tiền hoặc rất ít tiền, cho nên tôi rất thích nhìn những khoản tiền lớn mà họ giúp tôi kiếm được. Nó đồng nghĩa với việc tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tiền tôi trả họ một phần nhỏ so với số tiền mà tôi kiếm được, họ tư vấn kiếm được. Tôi rất thích nhìn những khoản tiền lớn mà họ giúp tôi kiếm được. Nó đồng nghĩa với việc tôi kiếm được rất nhiều tiền. Một người môi giới giỏi không chỉ kiếm được nhiều tiền cho tôi mà còn giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Như vậy tôi đã phải bỏ tôi khi tôi bỏ ra 9.000 đô để mua một mảnh đất rồi bán quăng tay ngay với giá 25.000 đô, tôi đã nhanh chóng mua được ngay một chiếc xe Porsche mới tinh. Jingtian xia ke ma xia ke ba